Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên nghiệp tin tức. Thưa quý vị và các bạn, thế giới có quá nhiều điều khó hiểu. Tại sao quân đội Iran được tự do đi lại trên đường phố New York? Trên The Free Press, Jay Solomon nêu một vấn đề khó hiểu là dân Mỹ trả tiền bảo vệ bọn sát nhân của Iran khi chúng trà đạp nhân quyền, gây chiến tại Trung Đông và đòi ám sát nhiều lãnh tụ Hoa Kỳ, kể cả Donald Trump hay Mike Pompeo. Bài viết khiến chúng ta nổi đóa. Việc tiền thuế của người dân Hoa Kỳ cung cấp an ninh cá nhân cho các nhà lãnh đạo Iran đang cố gắng ám sát những người Mỹ cấp cao quả thực là điên rồ. New York. New York. Theo nhiều cách, Manhattan trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một chương trình được dàn dựng, tiệc trao giải, sự kiện truyền thông và các bài phát biểu khoa trương của những nhà độc tài trên thế giới. Tại vùng đất tự do, Fidel Castro đã từng chỉ trích Hoa Kỳ trong 4 giờ trong một bài phát biểu. Cố độc tài Venezuela, Hugo Chavez đã cáo buộc George W. Bush là ác quỷ. Và Muammar Gaddafi của Libya, sau khi dựng lều bộ lạc của mình ở New Jersey, đã đổ lỗi vụ ám sát JFK cho Israel. Theo truyền thống, vào thứ Ba, tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên diễn đàn tại Đại hội đồng và tự coi mình là biểu tượng của sự ôn hòa và là đối tác ngoại giao để giải quyết những tai ương ở Trung Đông. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua cơ chế này, chúng tôi có thể đạt được hòa bình lâu dài với người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và Do Thái sống cạnh nhau. Bác sĩ phẫu thuật tim chuyển sang làm chính trị gia này đã nói với các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Turtle Bay. Trên khắp thành phố, thông điệp chung sống hòa bình của nhà lãnh đạo Iran 69 tuổi không được hưởng ứng. Khi ông đang phát biểu, Masih Ahmadinejad, một trong những đối thủ chính trị thẳng thắn nhất của Tehran tại Hoa Kỳ, đã nhận được tin rằng bà đã bị Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Manhattan từ chối. Hợp tác xã đã từ chối tôi và chồng tôi. Tại sao? Bởi vì khi họ tìm kiếm chúng tôi trên Google, họ nhận ra rằng họ không muốn chia sẻ tòa nhà của họ với một người bị những người có súng AK-47 theo dõi. Người bất đồng chính kiến 48 tuổi này cho biết. Hội đồng không công khai nói rằng quyết định của họ xuất phát từ nỗi sợ hãi. Nhưng Alin Jab nói với The Free Press rằng bà chắc chắn rằng những nỗ lực ám sát bà nhiều lần và được công khai rộng rãi của Tehran trên đất Mỹ, kể cả tại nhà riêng của bà, đã thúc đẩy quyết định của hội đồng. Ahmadinejad, người đã sống trong 21 ngôi nhà an toàn khác nhau dưới sự bảo vệ của FBI trong 3 năm qua, liên tục thay đổi địa điểm vì chính phủ Hoa Kỳ không thể bảo vệ chúng tôi, nên nỗi sợ hãi của chế độ Iran đang phát huy tác dụng. Họ đang cô lập chúng tôi. Sự tương phản giữa chiến dịch quyến rũ của Tổng thống Iran và nỗi đau khổ của Ahmadinejad mang đến góc nhìn độc đáo. Cuộc đấu tranh địa chính trị đang diễn ra trên khắp Manhattan tuần này, cả trong ánh đèn sân khấu lẫn trong hậu trường. Khi giới tĩnh hoa toàn cầu tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên và các quan chức Iran lên sóng truyền hình Mỹ và dùng bữa tại các nhà hàng ở New York. Pezeshkian và phái đoàn của ông đang được các phái đoàn Liên Hợp Quốc, châu Âu và Trung Đông ca ngợi là đồng minh tiềm năng trong việc ngăn chặn sự lan rộng của cuộc chiến tranh của Israel chống lại Hamas, lực lượng uy nhiệm quân sự của Tehran tại dải Gaza. Theo phương tiện truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Tehran đã gặp các nhà lãnh đạo của Kuwait, Lebanon, Sudan và Pakistan, cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy. Chính phủ Hồi giáo Iran đã dành nhiều thập kỷ để trang bị vũ khí và tài trợ cho một mạng lưới dân quân, các tổ chức khủng bố và các chính phủ đồng minh, cho phép Tehran về cơ bản bật và tắt vòi bạo lực theo ý muốn để đe dọa các tuyến đường thủy chiến lược của khu vực và đến lượt mình, nền kinh tế toàn cầu. Các quan chức châu Âu và Trung Đông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang hoảng sợ trước viễn cảnh Israel xâm lược miền Nam Lebanon để truy đuổi lực lượng ủy nhiệm quân sự quan trọng nhất của Tehran, Hezbollah, và có khả năng
mở rộng cuộc chiến tranh khu vực. Đó là lý do tại sao, như một số người đã nói với tôi trong những ngày gần đây, họ tin rằng Hoa Kỳ không có nhiều lựa chọn ngoài việc thử nghiệm lời lẽ của Pezeshkian và xem liệu chính phủ mới của ông có thực sự có thể thực hiện các bước để giảm căng thẳng hay không. Chúng tôi muốn nắm bắt được ranh giới này, một quan chức cấp cao của Ả Rập cho biết về lời đề nghị của Pezeshkian. Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về vấn đề này. Ali Najat và một nhóm lớn hơn gồm các nhà hoạt động chính trị Iran, các nhà báo di cư và các cựu quan chức Hoa Kỳ, những người đã nói chuyện với The Free Press tuần này, cho biết họ đã bị choáng váng bởi những gì họ coi là sự ngây thơ gần như có chủ đích của các nhà lãnh đạo thế giới khi gặp Pezeshkian lần đầu tiên. Ông chỉ mới nhậm chức vào tháng 7 sau cái chết của người tiền nhiệm Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng. Họ cho biết các chính khách và nhà ngoại giao của Cộng hòa Hồi giáo đã thành thạo khả năng điều chỉnh thông điệp ôn hòa của họ cho phù hợp với đối tượng toàn cầu, ngay cả khi lực lượng an ninh của Tehran vẫn tiếp tục hỗ trợ các nhóm đang kích động xung đột ở Trung Đông. Việc các cơ quan tình báo Mỹ trong những ngày gần đây tuyên bố các cơ quan gián điệp của Iran vẫn tiếp tục theo đuổi các âm mưu khủng bố bên trong nước Mỹ, bao gồm cả âm mưu chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, càng làm nổi bật sự giọng twist trong lời kêu gọi ngoại giao và chung sống của Pezeshkian trong mắt những người bất đồng chính kiến này. Nhưng cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc cũng cung cấp cho những người bất đồng chính kiến Iran này một cơ hội duy nhất để đối đầu với những kẻ hành hạ họ. Một đội quân nhỏ bé của David đang nhìn chằm chằm vào một Goliath. Và họ đang sử dụng dịp họp của Liên Hợp Quốc để làm nổi bật sự phản bội của chế độ và cuộc tấn công liên tục của nó vào họ, gia đình họ và người dân Iran. Một trong những diễn viên tuyến đầu trong vở kịch tuần này là Iran International, kênh truyền hình tiếng 24/24 giờ chính thức bị cấm ở Iran. Chỉ mới bắt đầu cách đây 7 năm, với nguồn tài trợ từ một nhà đầu tư và công ty truyền thông người Anh gốc Saudi có quan hệ chính trị, kênh này đã trở thành tổ chức tin tức độc lập được xem nhiều nhất ở Iran, một phần là do cách tiếp cận đối đầu của nó đối với Cộng hòa Hồi giáo. Việc Iran International đưa tin về cuộc nổi dậy do phụ nữ lãnh đạo năm 2022 chống lại những người cai trị Tehran, được gọi là phong trào phụ nữ, cuộc sống, tự do, đã mang lại cho nó sự khét tiếng đặc biệt. Nó kể câu chuyện về các cuộc biểu tình và cuộc đàn áp tàn bạo của chính phủ thông qua các video, bản ghi âm và các cuộc phỏng vấn được tuồn ra khỏi đất nước vì các nhà báo của kênh không thể có mặt tại hiện trường. Năm ngoái, tôi đã hợp tác với Iran International cho một câu chuyện về các hoạt động gây ảnh hưởng của Iran bên trong Hoa Kỳ, ban đầu được đăng trên trang web truyền thông Semaphore. Nhưng hoạt động báo chí của Iran International đã khiến chế độ này tức giận, và Tehran đã truy lùng các nhà báo của mình trên đất nước khác, giống như những gì họ đã làm với Masih Alinejad. Vào năm 2023, mạng lưới này đã quyết định tạm thời đóng cửa trụ sở chính tại London sau khi các cơ quan an ninh Anh thông báo cho ban quản lý rằng các điệp viên Iran đang âm mưu tấn công các văn phòng tại Chiswick và ám sát các biên tập viên và nhà báo cấp cao. Tháng 12 năm ngoái, hãng truyền thông Anh ITV tiết lộ rằng Tehran đã đề nghị $200,000 cho một sát thủ người Syria để tấn công hai nhân vật nổi tiếng nhất trên sóng của Iran International. Và vào tháng 3 năm nay, những tên côn đồ Đông Âu dường như theo lệnh của Tehran đã đâm chết người dẫn chương trình của Iran International, Puria Zerati, bên ngoài nhà riêng của ông tại London. Ông ấy đã sống sót. Các viên chức Anh nói với Iran International rằng họ không thể đảm bảo an ninh cho nhân viên của mình. Do đó, trụ sở của mạng lưới này đã được chuyển đến Washington DC vào năm ngoái. Và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, một nhân viên an ninh của chế độ
đã đánh một trong những nhà báo của mạng lưới này. Nhưng tại New York tuần này, Iran International đã triển khai gần chục nhân viên để theo dõi mọi động thái của Pezeshkian và phái đoàn của ông, bao gồm cả số lượng lớn các thành viên gia đình của Tổng thống đi cùng ông đến New York và các chuyến mua sắm của họ tại những nơi như Costco. Chúng tôi không thể đi Iran. Nếu đi, đó là vé một chiều đến nhà tù Evin. Fardab Farazat, một trong những nhà báo của Iran International, bị nêu tên trong danh sách ám sát của Tehran, nói với The Free Press. Vì vậy, đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi cố gắng buộc họ phải chịu trách nhiệm trên đất nước khác. Vào đêm thứ Tư, mạng lưới đã theo dõi những người Mỹ gốc Iran tham dự bữa tiệc tối do Pezeshkian và đoàn tùy tùng của ông tổ chức gần Liên Hợp Quốc. Nhiều người tham dự đeo khẩu trang phòng COVID. Iran International đưa tin dường như là để che giấu danh tính của họ. Hai ngày trước đó, phóng viên Aras Alae của mạng lưới đã theo dõi Tita Pasi, một nhà lãnh đạo nhóm nghiên cứu nổi tiếng của Hoa Kỳ và là người ủng hộ việc tiếp cận Iran hay trong nhiều dãy nhà sau khi ông rời khỏi khách sạn Millennium, nơi phái đoàn Iran đang ở. Bị hỏi dồn dập về các cuộc họp của mình, Pasi chỉ nhìn chằm chằm xuống phố và từ chối tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào với nhà báo. Một mục tiêu gần đây khác của chế độ Iran, nhà khoa học máy tính Siamak Aram, cũng tìm cách đối đầu với kẻ thù của mình trong tuần này. Vào thứ Ba, ngay khi Pezeshkian đang lên sân khấu tại đại hội đồng, người đàn ông 43 tuổi này đã tập hợp một nhóm nhỏ, những người bất đồng chính kiến Iran ở bên kia đường tại quảng trường Dag Hammarskjöld. Các thành viên của nhóm đoàn kết quốc gia vì Iran của ông đã kết hợp giữa việc kêu gọi lật đổ lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei để phản ánh khẩu hiệu của phong trào Black Lives Matter bằng cách hô vang: không có công lý, không có hòa bình. Aram đã bị đe dọa vào tháng 5 năm ngoái bởi một viên chức Iran tên là Ramezan Sultan Mohammadi, người đã đe dọa sẽ cắt cổ người bất đồng chính kiến sau khi nhóm của ông tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo ở Maryland. Aram đã đệ đơn thành công lệnh cấm đối với Sultan Mohammadi và hiện đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông. Nhưng khả năng của các đặc vụ và viên chức chế độ hoạt động công khai như vậy ở Hoa Kỳ đã khiến nhà hoạt động chính trị này choáng váng. Họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn các cuộc biểu tình và hoạt động diễn ra bên ngoài Iran, Aram nói với tôi. Một trong số đó là đe dọa những người bất đồng chính kiến và người biểu tình bên ngoài. Theo các viên chức tình báo và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các hoạt động của chế độ này không chỉ nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Trong những ngày gần đây, họ đã mô tả việc phát hiện ra các âm mưu đang hoạt động chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, được cho là nhằm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Và người đàn ông bị cáo buộc theo dõi Trump trong tháng này tại một sân golf bằng một khẩu súng trường công suất lớn, Ryan Wesley Roth, cho biết sự thù địch của anh ta đối với chính trị gia Đảng Cộng hòa này một phần là do cách đối xử của ông ta với Tehran. Nhiều âm mưu trong số này, các quan chức Hoa Kỳ nói với The Free Press, là những nỗ lực của Iran nhằm trả thù cho vụ ám sát thiếu tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu đơn vị quân sự tinh nhuệ ở nước ngoài của đất nước, lực lượng Quds của chính quyền Trump vào năm 2020. Một loạt cố vấn của Trump đã tham gia vào hoạt động này, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, ngày nay đi công tác cùng các chi tiết an ninh do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp, Hein Buntenbay, để ứng phó với các mối đe dọa vẫn được đánh giá là cao. Năm 2022, Bộ Tư pháp đã truy tố một thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ của Iran, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, vì bị cáo buộc âm mưu từ xa với một công dân Hoa Kỳ để giết Bolton tại hoặc gần nhà riêng của ông ở Washington, D.C. Vào tháng 3 này,
văn phòng thực địa Miami của FBI đã ban hành cảnh báo trên toàn quốc để tìm kiếm thông tin về một quan chức tình báo Iran, đôi khi có trụ sở tại Mỹ Latin, người cũng bị tình nghi cố gắng ám sát các quan chức thời Trump, bao gồm cả Pompeo. Vụ bắt giữ một công dân Pakistan, Asif Merchant, vào tháng 7 cho thấy bản chất phức tạp của các âm mưu của Iran bên trong Hoa Kỳ. Theo cáo trạng của mình, Merchant đã đến Tehran để gặp những người điều hành Iran, những người đã tư vấn cho anh ta về một kế hoạch giết Trump tại một cuộc meeting chính trị trong năm nay. Sau đó, người Pakistan này đã bay đến New York để tuyển dụng những kẻ muốn trở thành sát thủ tại các nhà hàng và quán bar để tham gia vào âm mưu này. Mà theo cáo buộc là liên quan đến việc tạo ra sự sao lãng tại một sự kiện vận động tranh cử để tạo cơ hội cho một sát thủ nổ súng. Merchant không hề biết rằng một trong những người liên lạc của ông là một người cung cấp thông tin cho chính phủ Hoa Kỳ mà ông đã trả $5,000 để thúc đẩy âm mưu này. Bây giờ chúng ta đã được bảo lãnh, điệp viên Iran nói với người được tuyển dụng của mình, theo cáo trạng. Merchant đã bị bắt cách đây 2 tháng, ngay trước khi ông dự kiến rời khỏi New York. Pompeo nói với The Free Press rằng ông đã đến Manhattan tuần này, một phần để cảnh báo các quan chức nước ngoài về mối đe dọa liên tục từ Iran, bất chấp lời lẽ gần đây của Pezeshkian. Một vụ ám sát thành công Trump hoặc các cựu trợ lý của ông có khả năng gây ra một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Chúng tôi đã hạn chế các chuyến đi của nhà ngoại giao Iran, ngay cả trước khi họ đe dọa người Mỹ ở Hoa Kỳ bằng các vụ ám sát, Pompeo nói trong một tin nhắn văn bản. Đường phố New York không phải là nơi để những kẻ âm mưu và giết người được tự do ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm, việc tiến thuế của người dân Hoa Kỳ cung cấp an ninh cá nhân cho các nhà lãnh đạo Iran đang cố gắng giết hại những người Mỹ cấp cao quả thực là điên rồ. Pezeshkian rời New York vào sáng thứ Năm sau cuộc họp cuối cùng mà truyền thông nhà nước Iran mô tả là vô cùng thành công với cộng đồng người Iran ở nước ngoài, bao gồm các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà sản xuất. Trong khi đó, nhà ngoại giao và người đưa tin lão luyện nhất của Tehran, cựu ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, đã tham gia một loạt cuộc phỏng vấn với các hãng truyền thông Hoa Kỳ và thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Tehran đang theo đuổi các âm mưu khủng bố trên đất Mỹ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức trừng phạt Zarif vào năm 2019 vì làm điệp viên cho lãnh tụ tối cao Khamenei. Nhưng tuần này, chính quyền Biden cho biết họ có ràng buộc ngoại giao với tư cách là quốc gia chủ nhà của Liên Hợp Quốc để cho phép viên chức được đào tạo tại Hoa Kỳ này đến New York. Chúng tôi không cử người đi ám sát người khác, Zarif nói với Ian Bremmer của Zero Media. Tôi nghĩ đó là một chiêu trò vận động tranh cử nhằm đưa cựu Tổng thống Trump thoát khỏi tình thế không mấy thuận lợi mà ông ấy đang gặp phải trong cuộc bầu cử. Những người bất đồng chính kiến Iran tức giận vì Zarif và các quan chức Iran khác vẫn tiếp tục được tự do đi lại ở Manhattan, ngay cả khi các mối đe dọa khủng bố chống lại họ vẫn còn hiện hữu. Cách duy nhất để giúp Iran là bạn ủng hộ người dân Iran thay vì cấp thị thực cho các nhà lãnh đạo của họ hoặc mua lời kể về cải cách này, Ahmadinejad nói. Loại cải cách nào mà người cải cách Pezeshkian này? Người cải cách này chỉ là chiêu trò PR tốt cho Khamenei. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.